Xin chào bác, đến với kênh xe đạp kinh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em giới thiệu các bác mẫu xe đạp Gian XTC, một dòng Gian xuất khẩu của được trang bị bộ chuyển động Shimano DOG, giảm xóc hơi và cặp bánh 26 inch. Toàn bộ khung của chiếc xe là khung nhôm như các bác thấy trên hình, tông màu đen pha xám, cả chỉ trắng cực kỳ là đẹp và thể thao. Đây, Gian XTC sử dụng loại nhôm Alux SL, một loại nhôm siêu nhẹ và có cái độ bền chịu lực cực kỳ là tốt. Và đạt cái công nghệ gần như là cao cấp nhất của dòng xe Gian nhôm Alux. Với cái dòng Alux này thì Gian đã được cái hãng xe Gian đã được ví như là sản xuất khung nhôm tốt nhất thế giới hiện nay bởi cái công nghệ Alux. Sử dụng bộ và rút chuyển động Shimano DOG và cặp đùi chụp rỗng cũng của DOG luôn. Ở đây là bộ tay bấm xả của cũng là DOG này, anh dầu Shimano. Ở bên này có cái khóa trình giảm xóc ở trên tay lái. Bộ tay lắm hiệu con thạch thùng này, các bác chơi xe cũng biết này, bộ tay lắm cực kỳ ngon. Giảm xóc hơi Ebicon của SR Suntour. Chiếc xe đang được bán với nhau mức giá là 11.500.000, mức giá cực kỳ hợp lý cho một chiếc xe mà có cái option nó rất là ngon như này. Đồ DOG phanh dầu. Máy ơ bi vòng bạc đạn. Phanh bánh là 26 inch. Gian sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Thì giá bán của chiếc xe em sẽ đề ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên, thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video để cho các bác xem. Chiếc xe đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 45 cm, khóa yên tới tâm phủ cốt là 58 cm. Thì xe của các bác đi từ khoảng 1m55-56 đến khoảng 75-76 thì phù hợp. Chuyển động DOG với 10 tầng lít và 3 tầng đĩa. Xe có 30 tốc độ khác nhau. Giá bán của chiếc xe bên em đang báo chiếc xe với giá chỉ là 11.500.000 bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bạn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video. Hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.